chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân trong vụ án thứ hai. Ngày 17 tháng 10 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, VTB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Tất cả 34 bị cáo đều bị xét xử về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo thông tin từ báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bà còn phải chịu 12 năm tù giam về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt, Trương Mỹ Lan phải thi hành án chung thân. Đối với yêu cầu bồi thường từ các bị hại, hội đồng xét xử đã nhấn mạnh rằng quyền bồi thường sẽ được giải quyết trong các quan hệ dân sự khác. Điều này cho thấy rằng tòa án đã có những bước đi thận trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Trong số 34 bị cáo, 29 người đã bị xử lý với tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Hội đồng xét xử cũng áp dụng tình tiết tăng nặng, phạm tội có tổ chức đối với những bị cáo là nhân sự chủ chốt của SCB, công ty chứng khoán Tân Việt và tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì họ có sự cấu kết chặt chẽ trong việc phát hành và phân phối các lô trái phiếu. Hội đồng xét xử đã chỉ ra rằng có đủ căn cứ để xác định Trương Mỹ Lan đã chủ động đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà đã họp bàn với các đồng phạm để lựa chọn 4 công ty trong tập đoàn là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Cetra để phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng lên đến 308.691.388 trái phiếu. Hành động này đã giúp bà chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 30.000 tỷ đồng từ hơn 35.000 bị hại. Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng tội phạm lừa đảo đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu. Sau khi thu được tiền, các bị cáo đã áp dụng các phương thức gian dối khác nhau để sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích, bao gồm việc trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền 445.000 tỷ đồng. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, mặc dù các bị cáo không trực tiếp mang tiền ra nước ngoài, nhưng họ đã lợi dụng hệ thống thanh toán quốc tế và giao dịch ngoại hối của ngân hàng để thực hiện hành vi này. Hội đồng xét xử xác định số tiền được vận chuyển qua biên giới lên đến 4,5 tỷ USD, cho thấy phương thức thực hiện tội phạm này rất tinh vi. Trong quá trình chuẩn bị xét xử, tòa án đã nhận được hơn 1.644 đơn yêu cầu từ người mua trái phiếu. Tuy nhiên, các yêu cầu này không nằm trong phạm vi 25 mã trái phiếu mà Tòa án Nhân dân thành phố giải quyết trong vụ án. Do đó, không có cơ sở để xem xét. Tòa cũng đã tiếp nhận 23 đơn yêu cầu từ người mua trái phiếu thuộc 25 mã trái phiếu của vụ án mà chưa được cơ quan điều tra làm việc. Những người này đã được xác định là bị hại trong vụ án. Ngoài ra, tòa án cũng đã nhận hơn 173 đơn yêu cầu điều chỉnh thông tin từ người dân, cho thấy tình trạng phức tạp và nghiêm trọng của vụ án. Vụ án này đã hé lộ những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tài chính và quản lý của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đối tác. Việc xử lý nghiêm khắc đối với các bị cáo, đặc biệt là Trương Mỹ Lan, không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc chống lại các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tài chính. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và xã hội để đảm bảo an toàn và minh bạch trong hoạt động tài chính, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Bà Trương Mỹ Lan khóc, nói phải trả cái giá quá đắt. Theo nguồn tin từ báo VN Express, trong 30 phút nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần khóc, nói bản thân phải trả cái giá quá đắt, cam kết ưu tiên hàng đầu là khắc phục hậu quả. Sáng ngày 11 tháng 10, sau gần một tháng xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cùng các bị cáo thực hiện quyền nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Là người đầu tiên trình bày, bà Lan cho biết mang ơn hội đồng xét xử, viện kiểm sát, lực lượng công an và cán bộ ở các nơi tạm giam mình trong hơn 2 năm qua. Bị cáo hứa sẽ không làm cho ai thất vọng, ưu tiên hàng đầu là khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân mua trái phiếu. Đứng trước tòa hôm nay, bị cáo phải trả cái giá quá đắt. Bị cáo xác định đây là định mệnh và tai nạn nghề nghiệp.
cả cuộc đời sẽ không bao giờ quên vì mình mà ảnh hưởng đến hàng vạn gia đình. Bây giờ bị cáo không biết cầu cứu ở nơi nào, chỉ biết xin hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét cứu giúp, bà Lan nói. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát sau đó đề cập đến hành vi của mình, đến cáo buộc của các cơ quan tố tụng, giải thích về việc sử dụng nguồn tiền như từng nêu ở những ngày xét xử trước. Tuy nhiên, chủ tọa ngắt lời, lưu ý đây là phần nói lời sau cùng, đề nghị bị cáo trình bày những vấn đề khác. Bà Lan khóc, xin hội đồng xét xử được trải lòng về ba ước mơ trong cuộc đời mình. Đó là Vạn Thịnh Phát sẽ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, xây nhà ở xã hội và cuối cùng là xây trường học cho người dân khó khăn. Nhưng đến nay, những điều ước này còn dang dở. Bị cáo thất bại do định mệnh, bà Lan nói, song cho rằng không bao giờ có ý định tham ô hay chiếm đoạt tài sản. Cũng như lần ra tòa ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan đề cập đến việc tổ tiên đã mất hàng trăm năm để tạo dựng danh tiếng của gia tộc và không một ai từng vi phạm pháp luật. Bản thân bà đã hy sinh cả cuộc đời, mang tất cả tài sản, tiền bạc, cống hiến. Hay như đợt đại dịch Covid đã mua 25 triệu liều vaccine cho nhà nước, sau đó giúp mua thêm 25 triệu liều. Nhưng đã là con người thì không thể tránh khỏi sai sót. Bị cáo không trách cứ ai, bị cáo chưa bao giờ kể công, nhưng xin hội đồng xét xử hãy giúp bị cáo làm sáng tỏ công ra công, tội ra tội, bà Lan vừa khóc vừa nói. Chứ không phải cái gì cũng là tội của Trương Mỹ Lan. Bị cáo tưởng tượng mình đã bị phân thành 6 Trương Mỹ Lan trong 6 tội danh, cả hai giai đoạn vụ án. Cuối cùng, bà Lan xin tòa xem xét giảm nhẹ cho nhiều cấp dưới, xin giảm nhẹ cho chồng Chu Lập Cơ, cháu ruột Trương Huệ Vân. Đối với em dâu Ngô Thanh Nhã, bà Lan xin tòa xem xét cơ chế hình sự đặc biệt, cho phép Nhã được tại ngoại để tiếp tục xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tại huyện Bình Chánh, thực hiện nốt ước mơ của mình. Trình bày với tòa, Trương Huệ Vân nói ngắn gọn, giọng đầy cảm xúc. Nhìn hình ảnh cô của bị cáo đứng đây, bị cáo đau xé lòng. Thấy trống rỗng, bị cáo vô cùng đau khổ trong suốt 2 năm qua. Xin hội đồng xét xử có cái nhìn khoan dung, xem xét cho tất cả, cho cô của bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Tới lượt mình, ông Chu Lập Cơ không nói về bản thân, mà xin kể câu chuyện về hai người phụ nữ Việt Nam là Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Họ có trái tim đẹp, nhân hậu, ông này nói. Tiếp tục đề cập đến một số tình tiết giảm nhẹ cho vợ mà bà Lan và luật sư đã trình bày. Ông cũng kể về thời gian xảy ra Covid-19, vợ và cháu gái đã bất chấp nguy hiểm, lo tài chính, vaccine, hậu cần để cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân. Xin mọi người ghi nhận những đóng góp và thông cảm cho họ. Bị cáo thành tâm xin quý tòa đưa ra mức án nhẹ nhất để họ có thể cống hiến cho xã hội, ông Cơ nói, giọng trùng xuống. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB Bùi Anh Dũng gửi lời xin lỗi hơn 35.000 bị hại và nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc gây ra thiệt hại của các trái chủ. Bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác. Bằng lời cuối cùng, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ và gia đình, ông Dũng kết thúc trình bày. Cũng xin tòa giảm nhẹ cho bà Lan, bị cáo Trần Thị Mỹ Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, nói việc này sẽ giúp chủ tịch Vạn Thịnh Phát có thêm niềm tin, giữ vững tinh thần, phương án sáng suốt để khắc phục hậu quả của vụ án. Tương tự khi nói lời sau cùng, Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bày tỏ quan tâm đến sức khỏe của bà Lan, sợ chị sẽ suy sụp. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các bị hại, mong mọi người tha thứ, kiên nhẫn chờ cơ quan chức năng xử lý tài sản để nhận lại tiền, ông này nói. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu CEO SCB, thừa nhận cáo trạng đã truy tố đúng tội, cho biết hơn 30 năm học tập và làm việc chỉ cố theo đuổi ước mơ, chứ chưa bao giờ có ý định tham ô hay chiếm đoạt tiền của ai. Ông chỉ biết mình sai sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo phải trả giá cho sai lầm của mình. Gia đình, vợ con của bị cáo cũng phải gánh chịu, ông Văn nói, xin hội đồng xét xử xem xét cho mức án nhẹ. Tòa nghị án kéo dài sẽ đưa ra phán quyết vào sáng ngày 17 tháng 10. Trong phạm vi giai đoạn 2 của vụ án, bà Lan bị cáo buộc đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà đã họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, công ty chứng khoán Tân Việt, TVSI, chọn và sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Cetra, phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691 triệu trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt tiền.
Ngoài hành vi trên, bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc hành vi rửa 445.747 tỷ đồng, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng qua biên giới. Hôm 4 tháng 10, bà Lan bị viện kiểm sát đề nghị án chung thân cho cả 3 tội danh. Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chấp nhận án tử hình. Hiện, bà Lan và các bị cáo đã kháng cáo bản án này. Tòa phúc thẩm chưa ấn định ngày xét xử. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.